chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta tiếp tục cùng nhau thực hiện món cánh gà chiên nước mắm nha. Món ăn vừa ngon vừa dễ ăn, được ưa chuộng từ bữa ăn gia đình, trên bàn tiệc cho đến các nhà hàng. Tuy đơn giản, dễ làm, nhưng chúng ta cần chú ý chút xíu để làm ra thành phẩm cánh gà bóng bẩy đẹp mắt. Cánh gà thấm vị vừa ăn và nhất là không bị khô. Da giòn bên ngoài nhưng béo mềm bên trong. Các bạn cứ làm theo video này chắc chắn sẽ thành công nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu làm nha. Mời các bạn tham khảo qua một vài nguyên liệu đơn giản để thực hiện món này. Trước hết mình sẽ sơ chế các nguyên liệu thơm. Mình dùng 2 củ hành tím khoảng 20g. Mình băm nhuyễn ra. Phần tỏi 30g mình cũng băm nhuyễn ra ha. Và phần gừng mình cũng băm ra luôn. Mình sử dụng 15g. Còn phần gừng còn lại đó, mình đập dập ra để chút nữa mình trụng cánh gà. Tiếp theo chúng ta cho hành tím, gừng và phần nửa tỏi vào cái bịch lưới này. Và mình sẽ vắt lấy nước, lượng khoảng 1 muỗng canh là được nha các bạn. Mình không ướp sát vào vì khi chiên nó sẽ dễ bị cháy lắm. Và để cho đỡ mất thời gian thì mình sẽ cho nước sôi vào nồi nè. Cho tiếp vào nửa muỗng canh muối, một ít gừng đập dập. Tiếp tục mình cho cánh gà vào trụng. Mấy cánh gà này là mình đã rửa sạch rồi nha các bạn. Công đoạn trụng này là giúp gà không tanh và da gà săn lại. Cánh gà này rất mềm nên các bạn không cần luộc chín, khiến thịt nó bị nhão không ngon đâu. Mình trụng khoảng 2 đến 3 phút là được. Các bạn linh động xíu tùy theo cánh gà lớn hay nhỏ nha. Lưu ý là nếu mà các bạn dùng đùi gà thì các bạn nên thêm thời gian trụng. Mình trụng khoảng từ 6 đến 7 phút với lửa vừa là được ha. Rồi mình vớt cánh gà ra luôn nè. Để ở đây cho ráo nước một chút rồi mình đem ướp ha. Sau khi cánh gà đã ráo rồi thì mình cho cánh gà vào tô nè. Với lượng là 600g này là mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng canh nước hành tỏi, gừng, 1 muỗng cà phê hạt nêm gà, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê nước mắm, một chút xíu dầu ăn để cho món ăn được bóng bẩy nha. Và để tạo màu đẹp thì mình cho thêm 1 muỗng cà phê ớt bột rồi mình trộn đều lên. Loại ớt này rất thơm và ít cay nhưng mà cho màu rất là đẹp. Bạn nào không thích thì mình bỏ qua nha, không dùng cũng được ha. Và mình sẽ để ở đây mình ướp 20 phút cho cánh gà thấm gia vị. Và trước khi bắt đầu chiên thì mình sẽ áo sơ bột để cánh gà được ráo và khi chiên sẽ không bị văng dầu. Mình dùng khoảng 1 muỗng canh rưỡi bột chiên giòn, mình rắc sơ như vậy nè. Nhớ là đừng dùng nhiều bột quá. Khi chiên thì bề mặt gà nó sẽ bị sừ lên, nhìn không được mướt nha các bạn. Giờ thì đến công đoạn chiên. Mình cho dầu vào chảo nè, nhiều nhiều một chút để chiên ngập dầu đó. Mình cho cánh gà vào chiên nè. Để ở mức lửa vừa nha. Các bạn có thể cắt cánh gà ra cũng được. Vì cánh gà của mình hơi nhỏ đó, cho nên mình để nguyên. Sử dụng lượng dầu hơi nhiều nhưng chiên như vậy mới ngon nè các bạn. Nhớ là trở đều cánh gà cho vàng đều hai mặt rồi mình vớt ra liền nha. Không chiên lâu quá nha các bạn, thịt nó sẽ bị khô không ngon. Vàng như vậy nè, cái này là được rồi nè. Mình vớt ra rổ có lót giấy thấm dầu cho nó ráo dầu ha. Và chúng ta tiếp tục chiên, những cánh còn lại nó vàng như vậy luôn ha. Mình chiên xong rồi các bạn, mới chiên thôi mà thấy hấp dẫn rồi đó. Mình đến bước tiếp theo nha. Pha hỗn hợp sốt nè, gồm có 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm,
1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Bạn nào không dùng bột ngọt thì mình khỏi cho vào ha. 1/3 muỗng cà phê tiêu. Nửa muỗng canh tương ớt. Bạn nào không ăn cay thì mình đừng cho vào nha. Và thêm 1 muỗng canh nước. Trộn đều tất cả lên. Công đoạn cuối cùng là mình áo cánh gà với sốt nữa là xong. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Cho lượng tỏi còn lại vào phi với lửa nhỏ nè. Khi mà tỏi vừa vàng á, thì mình tạm tắt bếp và vớt tỏi ra để lát nữa thành phẩm mình nó không bị lợn cợn á, nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn nha. Bạn nào thích ăn tỏi thì mình để nguyên ha. Rồi mình cho sốt đã pha sẵn lúc nãy vào nè. Mở lửa trở lại. Để ở mức lửa nhỏ vừa nha các bạn. Mùi sốt nước mắm bốc lên thơm quá, nghe đói bụng rồi các bạn ơi. Khi hỗn hợp đã sôi đều á, thì mình cho cánh gà vào trộn lên. Cho cánh gà nó áo đều gia vị là được nha. Lượng sốt này vừa đủ áo luôn đó các bạn. Rồi mình tắt bếp và trình bày ra đĩa rồi chúng ta cùng thưởng thức nha. Cánh gà vàng rượm nhìn hấp dẫn chứ nè. Mình thử nha, mời các bạn. Bên ngoài da giòn giòn, bên trong thịt mềm, không bị khô. Vị vừa ăn, thơm mùi đặc trưng của nước mắm. Vị mặn ngọt hài hòa, ăn với cơm hoặc xôi ngon lắm các bạn ơi. Món này đặc biệt là các bạn nhỏ thích lắm nha. Chúc các bạn làm món cánh gà chiên nước mắm thật hấp dẫn nha. Nhớ đăng ký kênh để xem những chia sẻ về nấu ăn mới nhất trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để tham khảo thêm nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.